Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Đó, như các bạn đã biết thì ở trên kênh YouTube Dương Dê thì gần như chưa bao giờ mình tổ chức một cái event nào cho các bạn, bởi vì là mình nói thật luôn là chẳng có tiền. Đấy. Tuy nhiên, mình không làm được event, nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một cái event rất là hay. Một cái event sẽ giúp cho các bạn có cái cơ hội trúng iPhone 11 này, hoặc là TV 50 inch, hoặc là một chiếc tai nghe AirPods. AirPods thì các bạn biết là cái tai nghe này giá nó rất là cao, tầm khoảng 4 đến 5 triệu cơ. Đấy, thì để nhận được cái cơ hội trúng những cái phần quà này ở một cái mini game nhỏ nhỏ như thế thì chúng ta phải làm như thế nào? Mình sẽ cho các bạn ba cái đường link ở đây. Cái đường link thứ nhất là cái đường link để vào cái mini game này. Đường link này thì sẽ dẫn các bạn đến fanpage của VinPro. Đấy, các bạn sẽ làm những bước rất là đơn giản như này. Thứ nhất đó là nếu các bạn mua những cái mặt hàng tại siêu thị VinPro thì các bạn hãy chụp ảnh giúp mình cái hóa đơn. Đấy, các bạn chụp ảnh cho mình cái hóa đơn vào đó, xong các bạn viết vào đó 4 cái số cuối của cái hóa đơn. Xong rồi các bạn, tất nhiên rồi, mini game nào cũng thế mà, chúng ta phải like fanpage, rồi là chia sẻ bài post các thứ, vân 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 vân, với hashtag theo đúng cái yêu cầu của ban tổ chức. Đó, và các bạn sẽ tag thêm những người bạn của các bạn vào, như thế là xong thôi. Đấy, thì các bạn sẽ có cái cơ hội trúng thưởng. Đấy, còn để làm thế nào để cho chúng ta có thể có được những cái hóa đơn này thì mình cũng để cho các bạn hai cái đường link luôn. Đấy, bởi vì là thực ra bây giờ mình thấy là có rất là nhiều những cái sản phẩm đang được sale off này. Ví dụ như là những cái sản phẩm gia dụng như là nồi cơm điện, hay là bình nước nóng siêu tốc, hay là bếp hồng ngoại, vân vân và vân vân. Ở đây thì ví dụ như là cái link thứ nhất này thì là cá nhân mình đi, thì mình đang để ý đến hai cái rất là ngon. Thứ nhất đó là cái bình siêu tốc, bây giờ chỉ còn là 90.000 thôi. Đấy, 90.000 một cái bình siêu tốc, mình thấy là rất là thiết thực đấy chứ. Tiếp theo nữa nào, hay là một cái vali đi. Một cái vali bây giờ chỉ còn khoảng 490 thôi. Đấy, các bạn biết là ví dụ mình đi đâu công tác xa, mình mua vali toàn tiền triệu cả thôi, nhưng bây giờ cái vali nó giảm một nửa luôn, còn 490. Đấy là những cái mặt hàng mà mình để ý đến chẳng hạn này. Đấy, hoặc nếu bạn nào mà chưa có lò vi sóng hoặc chưa có nồi cơm điện thì các bạn cũng có thể tham khảo qua ở cái đường link đó. Đấy, và các bạn nhớ là các bạn mua xong ấy thì bạn phải lấy cái hóa đơn nhá, xong các bạn chụp ảnh lên trên cái mini game kia thì chúng ta sẽ có cơ hội. Đấy, ở đây thì là các bạn cảm thấy rằng là cái deal nào hấp dẫn thì các bạn mua. Đấy, tất cả mình đã để ở phía dưới rồi. Ở trong một cái deal thứ hai đó là cái deal về tivi và tủ lạnh. Thì ở đây mình thấy là tivi tủ lạnh thì ví dụ như là một cái tủ lạnh Panasonic chẳng hạn, 21.3 triệu, bây giờ còn có 20.2 triệu thôi. Đấy, hoặc là một cái tivi của Samsung từ 13.9 triệu xuống chỉ còn 11.9 triệu thôi. Đấy, hoặc là những cái máy lọc không khí cũng đang được giảm giá này. Và đặc biệt nữa ở đây mình thấy là có một cái deal về điện thoại nữa này. Điện thoại Realme 3 giá là khoảng 3.990.000, các bạn biết rồi đấy, bây giờ chỉ còn là 3.190.000 đồng. Đối với điện thoại Realme 3 này thì nó rất là nổi bật với các thông số, ví dụ chip Helio P60 này, rồi là pin trâu các thứ này. Đấy, thì điện thoại Realme 3 như nào các bạn có thể tham khảo qua nhé. Đấy, thì sau khi các bạn mua hàng xong tại một trong hai cái link đó thì các bạn nhớ chụp ảnh lại hóa đơn và làm theo hướng dẫn của cái chương trình mini game của VinPro là các bạn sẽ có cơ hội trúng iPhone 11 TV 50 inch. Đấy, hoặc là các bạn sẽ có cơ hội trúng ra AirPods. Đấy, và cái kết quả thì sẽ dựa vào kết quả xổ số miền Bắc vào ngày mùng 1 tháng 11. Đó, cái thời gian dự đoán thì từ giờ cho đến hết ngày 31 tháng 10 cơ. Và ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều các bạn đã tham gia ở đây rồi, có đến tận 11.000 lượt thích và đã có khoảng 177 người tham gia rồi. Chính ra nếu mà với 177 người tham gia như này thì cái xác suất trúng của chúng ta là sẽ là rất lớn luôn. Mình nói thật luôn, càng ít người tham gia thì sẽ càng xác suất trúng lớn cho chúng ta. Đấy, và gần như là người nào tham gia là cũng làm đúng theo yêu cầu này. Mình thấy là 177 bình luận để tính lúc mình làm video này và đã có 169 lượt chia sẻ rồi. Đó, ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi của ngày hôm nay. Và có một sự rất là trùng hợp luôn, đó là câu hỏi ngày hôm nay đầu tiên đến từ bạn Thành Đạt, có liên quan đến việc: anh ơi, em vừa được tặng một cái iPhone 11, không biết là bạn trúng thưởng từ chương trình hay là bạn nhận được quà tặng từ phía người thân. Nên nhưng mình nghiêng về cái hướng là được nhận quà tặng từ phía người thân. Theo anh thì nên giữ hay là nên bán đi, vì em đang dùng một cái Galaxy S7, bây giờ cũng đã cảm thấy hơi đuối rồi. Một câu hỏi rất là hay. Cá nhân mình thì thấy là như này này. Thứ nhất đó là Galaxy S7 của bạn đã hơi đuối rồi, nên là nếu bạn sử dụng cái dầu này thì bạn sẽ không cảm thấy thoải mái, bạn cần nâng cấp lên một cái điện thoại mới, đúng nào? Nếu mà nâng cấp lên một cái điện thoại mới mà nó kiểu như là tầm trung ý, thì nó sẽ không sử dụng được lâu dài. Đấy,
Nếu mà bây giờ bạn nâng cấp lên một sản phẩm chỉ dùng được 1-2 năm nữa thì nó cũng không được quá thoải mái. Thì nếu bây giờ bạn nâng cấp hẳn lên iPhone 11 đi, bạn giữ lại để dùng thì bạn sẽ có thể dùng được rất rất lâu nữa. Đấy, chúng ta đang dùng một sản phẩm flagship mà chẳng lẽ nâng cấp lên để lại nâng cấp lên một sản phẩm tầm trung đúng nào? Đấy, ít nhất là bây giờ lên dòng S thì cũng phải là S10 đúng không? Đấy, mà tự nhiên bỏ thêm một số tiền rất lớn để lên S10 thì nó cũng không đáng. Mà bán iPhone 11 đi thì bây giờ mình nói luôn đây là bán iPhone 11 đi thì chắc chắn là bạn phải bán rẻ hơn những cái cửa hàng mà họ đang bán bây giờ thì mới có người mua. Đấy, nên là nếu mà đã được nhận được quà tặng như này, trong khi đó thì Galaxy S7 đang yếu như này, hơi đuối như này, thì bạn nên giữ lại iPhone 11. Bạn có thể bán cái Galaxy S7 đi. Đấy, hai là bạn vẫn có thể giữ lại Galaxy S7 để mà vừa sử dụng chung trải nghiệm Android lẫn iOS. Đấy, còn bán Galaxy S7 đi thì bạn sẽ sang một cái trải nghiệm hoàn toàn mới iOS thử xem như thế nào. Đấy, thì mình nghĩ là không nên bán iPhone 11. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bạn bảo mình là bạn đang sử dụng một cái Galaxy S10 thì mình cũng khuyên bạn là nên bán. Đấy, nhưng mà nếu mà bản thân mình nhá, mình đang có một cái Galaxy Note 10 cộng rồi này. Nhưng bây giờ mà ai mà tặng mình cái iPhone 11 là mình bán ngay cái iPhone 7 của mình đi đấy. Mình nói thật luôn, đồ tặng mình ít khi bán lắm. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đặng Ngô. Bạn hỏi là: chào anh, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bạn. Anh cho em hỏi là có điện thoại nào tầm 6 triệu đổ lại, nhỏ gọn, 6 inch đổ lại, chụp ảnh ngon, lâu lâu chơi PUBG Liên Quân, màn hình ổn, em hay xem phim, nhìn sang một tí, nghĩa là sang trọng, có sạc nhanh, mới cũ đều được, sử dụng khoảng 3 năm nữa, em cảm ơn. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì mình thấy là Samsung Galaxy S9 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bởi vì sao? Vì Galaxy S9 là một sản phẩm màn hình nhỏ gọn rồi này. Đấy, 6 inch đổ lại, thậm chí là màn hình của nó còn 2K nữa cơ, cực kỳ sắc nét. Con này chụp ảnh rất ngon luôn. Lâu lâu chơi Liên Quân với PUBG thì bạn lựa chọn phiên bản Exynos đi. Chơi game PUBG với Liên Quân thi thoảng là vẫn ngon đấy. Và chip Exynos thì bạn sẽ được 2 SIM nữa cơ. Màn hình của nó rất ổn, bạn hay xem phim nữa thì màn hình 2K là quá ngon luôn. Galaxy S9 thì lại nhìn cực kỳ là sang chảnh. Nó có sạc nhanh và nó là hàng cũ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng được khoảng 3 năm nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Điền Ngô. Bạn hỏi là: hiện giờ em đang có khoảng 8 triệu và có thể cố lên 8 triệu rưỡi. Em định mua Redmi K20 Pro phiên bản RAM 8 bộ trong 128. Nhưng mà thấy con Realme X2 Pro mới ra cấu hình với giá cũng xem nhau, nên là không biết nên lựa chọn con nào. Mong anh tư vấn cho em, nhu cầu là chơi game tốt, PUBG, pin khỏe, hỗ trợ lâu dài, camera đẹp. Với cái yêu cầu này các bạn thì mình thấy là như này này. Chơi game tốt ý, mặc dù là con X2 Pro chưa về, nhưng chắc chắn rằng là với chip 855 cộng của nó thì nó sẽ chơi game ngon hơn là chip 855 của Redmi K20 Pro. Tiếp theo nữa là về phần pin khỏe thì pin của hai sản này đều là 4000, nó cũng xem với nhau thôi. Tuy nhiên là X2 Pro sẽ hỗ trợ sạc nhanh hơn rất nhiều so với cả K20 Pro. Nếu mình nhớ không lầm thì X2 Pro hỗ trợ sạc 40 hay là 50W gì đó. Đó, hỗ trợ lâu dài thì mình nghĩ là hai sản này sẽ được hỗ trợ cũng tương đối là lâu dài, nhưng mà lâu dài hơn thì chắc là về cái MIUI thì cái của con Redmi K20 Pro mình đánh giá là sẽ nhỉnh hơn đấy. Còn về camera đẹp thì mình chưa có dịp được cầm X2 Pro lên nên là chưa có thể đánh giá được camera. Còn những cái yếu tố khác thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng thôi. Nhưng mà theo truyền thống ấy thì nhiều khả năng Realme X2 Pro sẽ có camera nhỉnh hơn là Redmi K20 Pro. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải đắn đo xem. Nếu mà sản phẩm này về Việt Nam mà với mức giá là 8 triệu rưỡi thì mua ngay và luôn. Đấy, và mình thấy là Clickbuy bây giờ cũng đang bán cái Realme X2 Pro với mức giá là 8 triệu rưỡi cho đặt hàng trước rồi đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn FZK Frozenkit. Bạn ấy hỏi là: chị em đang có khoảng 13 triệu muốn mua con điện thoại chụp ảnh đẹp, 2 camera trở lên, dáng sang trọng một tí. Anh thì vẫn giúp em xem 13 triệu có con nào ổn cho con gái hay không, mong được lên sóng. Với các yêu cầu này các bạn ấy thì mình nghĩ là bạn nên tư vấn cho chị là mua con Samsung Galaxy S10 Plus. Thứ nhất là giá của nó không đến 13 triệu đâu, hàng cũ thôi. Con này chụp ảnh rất đẹp, 3 camera luôn chứ không phải 2 camera, và rất đa dụng luôn. Con này dáng đẹp, sang trọng. Đấy, pin lại cực kỳ trâu, có kháng nước kháng bụi, màn hình 2K, công nghệ âm thanh Dolby Atmos, thương hiệu tốt, vân vân và vân vân. Thì con đó là cái con mà mình nghĩ là tốt nhất có thể rồi trong tầm giá 13 triệu. Đấy, còn nếu mà bạn cố lên được hơn 13 triệu thì cũng có thể là lựa chọn iPhone 11 lock, nhưng mà mình nghĩ là hàng lock ấy thì nên dành cho những bạn nào mà am hiểu một chút về công nghệ, để ví dụ như giả sử như có xảy ra các lỗi vặt thì chúng ta cũng không đến mức độ quá khó chịu, và chúng ta cũng sẽ tìm được cái cách để cho chúng ta có thể khắc phục được. Đấy, chứ còn con gái thì không nên mua iPhone 11 lock, mà nên mua Galaxy S10 Plus thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàn Bùi. Bạn hỏi là: con Redmi Note 8 Pro với cả Galaxy S8 Nhật hàng cũ thì con nào xài ngon hơn? Nhu cầu của em là chơi game Liên Quân, PUBG, xem phim và camera. Redmi Note 8 Pro đủ dùng trong khoảng 2-3 năm hay không? Mong anh tư vấn giúp em. Chúc anh sức khỏe.
Với các yêu cầu này các bạn thì mình thấy là chơi game Liên Quân, PUBG thì nếu Galaxy S8 mà sử dụng qua chip 835 ấy, S8 Nhật đây này, thì nó sẽ chơi game mình đánh giá là vẫn tốt hơn một tí so với cả con chip Helio G90T của Redmi Note 8 Pro. Đó. Nhưng mà xem phim thì chắc chắn là màn hình 2K của Galaxy S8 sẽ xem phim ngon hơn hẳn là Redmi Note 8 Pro rồi. Và camera thì Galaxy S8 sẽ nhỉnh hơn ở cái camera chính thôi. Đấy, nhưng mà Redmi Note 8 Pro thì sẽ là một cái sản phẩm có camera rất đa dụng. Nó sẽ có thêm camera siêu macro này, rồi là có camera hỗ trợ riêng việc chụp ảnh xóa phông này, và đặc biệt là có camera góc rộng. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến. Còn Redmi Note 8 Pro thì đủ dùng trong vòng 2-3 năm chắc chắn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói luôn nhé, bố mình bây giờ này này còn đang dùng con Redmi Note 4X đây này, nó còn thua Redmi Note 5, thua Redmi Note 6, thua Redmi Note 7, thua Redmi Note 8 này, thì không lý do gì là Note 8 Pro không sử dụng được với các tác vụ bình thường trong vòng khoảng 2-3 năm. Đấy, còn Liên Quân thì mình nói luôn là 2 năm là cùng thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khải Đào. Bạn hỏi là em đang có tầm 15-17 triệu, muốn mua hai cái điện thoại, một cái để chuyên chơi game, một cái để xem YouTube, lướt Facebook, em chỉ cần màn hình tràn là được, em cảm ơn. Với các yêu cầu này các bạn ấy, thì nếu một cái để chuyên chơi game đi, thì mình nghĩ là bạn nên lựa chọn một con Redmi K20 Pro để chuyên chơi game là rất là ngon. Con này thì tại Clickbuy đang bán với mức giá là khoảng dưới 7 triệu. Đấy, thì cứ cho như là 7 triệu với cái màu sắc mà tối đa có thể bạn lựa chọn đi. Thì bạn sẽ còn khoảng 10 triệu để mua một cái sản phẩm khác nữa. Thì 10 triệu mình nói luôn là nên mua Galaxy S10. Đấy, nhưng mà vì bạn lại yêu cầu là làm màn hình phải tràn. Đấy, nghĩa là không bị khuyết tật ấy, thì Samsung Galaxy Note 9 với mức giá là khoảng dưới 10 triệu sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Đó, một cái Redmi K20 Pro và một cái Samsung Galaxy Note 9. Đấy, tuy nhiên là hai cái sản phẩm này nó lại gặp một cái vấn đề, đó là vấn đề về một cái cả hai cái đều là Android. Đấy, còn nếu mà bạn muốn trải nghiệm hai cái hệ điều hành, đó là vừa là Android vừa là iOS, thì mình nghĩ là bạn nên bỏ ra số tiền là khoảng hơn 9 triệu một tí để mua một cái iPhone 10R lock tại Clickbuy. Đấy, con này thì bạn chỉ chuyên để chơi game thôi. iPhone 10R lock là chơi game quá ngon rồi. Đấy, còn một cái để chỉ để xem YouTube ấy, thì chúng ta sẽ còn khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Chúng ta sẽ còn khoảng hơn 7 triệu nữa thì bạn có thể mua được một cái Redmi K20 rồi. À, K20 Pro rồi, đấy. K20 Pro có thể để xem YouTube vẫn đẹp mà, đấy. Thì bạn có thể tham khảo qua nhé. Còn nếu bạn muốn đẹp nữa ấy, thì bỏ qua con K20 Pro đi, mà bạn nghĩ đến cho mình con LG G8 với màn hình 2K sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Phúc. Bạn đã hỏi là em hỏi tầm giá 4-5 triệu mua điện thoại nào ngon nhất. Nhu cầu của em là chụp ảnh thi thoảng chơi game PUBG, em muốn có pin ổn và ngoại hình đẹp, em cảm ơn. Với các yêu cầu này các bạn ấy, thì mình thấy là 4-5 triệu bây giờ bạn có thể lựa chọn con ngon nhất, mình nghĩ là Realme X. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Realme X là một sản phẩm chụp ảnh khá đẹp. Thi thoảng bạn chơi game PUBG thì với chip 710 của nó là quá đủ dùng rồi. Và con đó có pin khá ổn, pin 3007 là cũng tương đối ổn rồi. Ngoại hình của con đó đẹp bởi vì là nó có camera thò thụt. Đấy, tại sao mình lại không tư vấn con Realme Q này, thậm chí là còn dưới 4 triệu này, hoặc là cái Redmi Note 8 Pro. Đúng rồi, Redmi Note 8 Pro. Những con đó là hiệu năng nó đều cao hơn con Realme cả đấy, nhưng mà nó lại không có camera thò thụt. Nên là về vấn đề ngoại hình đẹp này nữa này, thì cái vấn đề mình nghĩ là cũng nhiều bạn quan tâm tới, thì cái con Realme X nha các bạn nhé. Realme X sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Bạn có thể tham khảo qua tại website của Clickbuy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lord King. Bạn hỏi là thời điểm hiện tại có nên mua Mi 8 hay không? Mong anh tư vấn cho em một con điện thoại hỗ trợ lâu dài, có thể lên Android 10, camera tạm ổn. Em thi thoảng chơi game, pin cũng không cần quá trâu, bởi vì ngày làm 12 tiếng cũng không có thời gian dùng lắm, tầm 6 triệu hoặc hơn một chút, mong anh tư vấn. Nếu thế thì mình nói luôn, con này là gần như là ngon nhất ở trong tầm giá rồi. Đấy, còn nếu mà bạn muốn một cái sự lựa chọn khác ấy, thì bạn cũng có thể tham khảo qua cái sản phẩm Sony XZ2. XZ2 thì mình đã có cái dịp trên tay cho các bạn rồi, giá của nó chỉ bằng cái Mi 8 thôi. Còn XZ2 chắc chắn sẽ được lên Android 10, camera của nó ở mức độ tạm ổn thôi, camera của nó thì không bằng Mi 8 rồi nhá. Nhưng con đó chơi game thì lại rất ổn luôn. Chip thì cũng là chip 845, RAM là 4GB, nó không được mức 6GB như là Mi 8, nhưng RAM 4GB cũng đã là đủ đối với con đó rồi. Bộ bên trong cũng được 64GB,
pin của nó thì với viên pin là khoảng gần 3200 thì con đó là pin đủ dùng đấy. Nhưng mà con này ấy, có một cái điểm mà nó hơn Mi 8, đấy là giải trí âm thanh, thu âm, thương hiệu, kháng nước, kháng bụi và màn hình thì đẹp hơn rất nhiều so với Mi 8. Đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm tới đấy. Đấy, thì nếu mà mua con đó thì mình nghĩ là bạn sẽ được một cái sản phẩm nó đồng đều hơn là Xiaomi Mi 8. Vâng, ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Trần Doãn Hưởng. Bạn đã hỏi là: anh ơi, bây giờ đang phân vân giữa Google Pixel 2 XL với cả iPhone 8 Lock, thế nên lựa chọn con nào? Không quá quan tâm giá, yêu cầu là pin tốt, sạc nhanh. Cứ từng ý một đã nhé. Pin tốt, sạc nhanh thì mình đánh giá là con Google Pixel 2 XL sẽ tốt hơn này. Màn hình đẹp, xem phim ổn thì chắc chắn là con Google Pixel 2 XL sẽ ngon hơn. Cấu hình ổn, em chỉ cần chơi PUBG, còn lại là chỉ YouTube. Thì thực ra là hai con này đều chơi game PUBG được, nhưng mà ổn hơn sẽ là iPhone 8. Hỗ trợ cập nhật lâu dài khoảng 3 năm, iPhone 8 chỉ được 3 năm nữa thôi. Còn Google Pixel 2 XL cũng chỉ được 3 năm nữa là cùng, và hai con này cái điều này là như nhau. Và trong tầm giá từ 5 đến 7 triệu có máy nào ngon hơn hay không? Chính hãng xách tay đều được. Cảm ơn anh đang được lên sóng. Mình nói thật luôn là với 7 triệu mình không mua hai con này đâu, mình nói thật đấy. Mà mình sẽ nghiêng nhiều hơn về con Redmi K20 Pro. Mình thấy là con đó nó toàn diện hơn hai con này. Còn nếu mà bắt buộc phải lựa chọn một trong hai con này thì với những yêu cầu bạn đưa ra thì rõ ràng là Google Pixel 2 XL nó sẽ có ưu thế hơn. Nhưng bạn cũng cần phải chú ý rằng đó là nếu Google Pixel 2 XL mà xảy ra hiện tượng bị hỏng hóc thì sửa chữa sẽ vô cùng khó khăn. Trong khi đó thì iPhone thì quá nhiều linh kiện luôn luôn có sẵn. Đấy là cần phải đi điều đó. Và như vậy là câu hỏi của bạn Trần Doãn Hưởng cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.